Xin chào tất cả mọi người và chào mừng mọi người đến với channel của Holly. Thì hiện tại á, Holly đang ở thành phố Prosper, cách thành phố Frisco ở Texas khoảng 10 mile. Thì nó rất là gần. Cái căn nhà sau lưng của Holly bây giờ đang có cái giá là 817.000 của cái hãng Highland Homes. Cái subdivision này á, là Liliana. Và cái tax rate ở đây thì mình sẽ có cái mức giá là khoảng 2.6%. Còn cái tiền HOA á, là mình sẽ trả 2 lần một năm và khoảng 400 đô một lần. Là mình tính ra là khoảng 800 đô một năm. Thì còn bây giờ Holly sẽ dẫn mọi người đi coi xung quanh cái căn nhà này. Họ đang build thì chừng 2 tháng nữa họ sẽ xong. Tuy vậy thì trong cái khu vực này thì tất cả cái giá nhà nó sẽ dao động từ khoảng từ 500 tới 800 ngàn. Bây giờ thì mình sẽ đi vô trong mình coi. Nếu như mà mọi người đang có ý định quay về Texas ở hoặc là đến Texas ở thì có thể liên lạc với Holly sử dụng tất cả những cái information mà Holly sẽ để ở dưới cái description của cái video. Bây giờ thì mình sẽ đi vô xong căn nhà mình coi nha. Căn nhà này hiện tại á, nó có 4 phòng ngủ và 4 phòng tắm rưỡi, có một cái game room, một cái office, và cái diện tích chung của căn nhà là khoảng 3.000 square feet. Còn bây giờ thì mình sẽ đi lên lầu để mình xem. Prosper là một trong những cái thành phố đang phát triển rất là lớn ở trong cái khu vực North Dallas hiện tại. Và Holly hiểu là mọi người cũng đang có những cái sự lo lắng riêng của mọi người về cái phân chấm tiền lời. Nhưng mà Holly cũng muốn nói cho mọi người biết là phân chấm tiền lời nó chỉ là một phần trong cái monthly payment của mình thôi. Và cái phần còn lại nó cũng dính dáng tới giá nhà rất là nhiều. Và thường á, thì hai con số này nó rất là đối lập với nhau. Khi mà phân chấm đi lên á, thì người ta không mua nhà nữa thì nó ép cái giá nhà phải đi xuống. Nhưng mà khi mà cái phân chấm tiền lời đi xuống á, thì mọi người lại bắt đầu đi mua và giá nhà nó lại tăng lên. Cái lý do mà Holly nhắc về điều này là tại vì tất cả những người đang có ý định mua nhà ở khu vực Dallas và hiện tại họ không mua nhà nữa, nhưng mà cái sự cần thiết về nhà cửa của những người này vẫn đang ở đó và họ cũng đang chờ đợi giống như mình. Cho nên khi mà thị trường đi xuống á, thì họ lại đi ra và tiếp tục mua nhà cũng giống như mình thôi. Cho nên là cái phân chấm tiền lời á, nó đi lên và nó đi xuống thì mình cũng có thể refinance sau này. Nhưng mà cái giá nhà hiện tại á, thì nó chỉ đi xuống trong cái thời điểm tạm thời, nhưng mà nó có thể phát triển đi lên trong vòng 5 năm hoặc là 10 năm tới. Cho nên là nếu mà quý vị đang có những cái ý định mua nhà, bán nhà trong thời gian sắp tới á, thì một trong những cái hành trang mà quan trọng nhất để mà mình có thể thành công cũng như là tự tin mua hoặc là bán cái căn nhà của mình, đó là thời gian. Cho nên là thời gian nó đi kèm với lại cái câu hỏi cũng như là cái công sức mà mình bỏ ra để làm việc với real estate agent cũng như là những cái người lender. Cho nên tất cả những câu hỏi gì của quý vị có thể gửi về email mà Holly để trong cái phần description ở dưới, cũng như là số điện thoại để mọi người có thể liên lạc trực tiếp với Holly. Và nếu như mọi người thích những cái video như vậy cũng như có những cái video sắp tới Holly sẽ làm, thì mọi người có thể like và subscribe vô cái channel để mình có thể biết được mọi người cần gì và mình có thể dựa trên đó và làm những cái video tiếp theo. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video lần sau.